Nào, chúng ta cùng đến với trận thi đấu bản lề thôi, Sumerian của game thủ xi măng. Và bên kia là Cho Son và Super hay sao đó. Chúng ta là bạn. Bên kia là Ekip và Cho Son, còn chúng ta là Pan và Sumeria. May quá, cầu thủ xi măng né được cái chốt này. Hai con sư tử luôn. Nếu mà con sư tử, con dân kia mà vào giữa hai con sư tử thì chắc chắn cũng sẽ nằm rồi, kể cả là con dân Summer. Chúng ta nào. Bắt đầu đi dò tìm những đồ ăn của mình. Vài Sumerian nhìn thế nhà là có thể cung được nhà. Những cánh rừng đang bao bọc cái nhà của xi măng này. Cần những đồ ăn thôi, những con voi, những cái bài quả nào. Còn đây là bài pơ, bài pan của game thủ luôn. Tếu bắt đầu có bầy gâu đầu của mình về, có quả phụ luôn. Có quả phụ rồi. Bầy gâu đầu 5 con. Rồi thêm một bầy gâu nữa. Xin những con voi cho ép đời cho dế thôi. Đỡ mất những tên mà những con nông dân phải đi xa. Đang muốn những con nông dân an nhàn một chút. Cầu những con voi về. Thêm hai voi nào. Bắn binh nào. Nhẹ nhàng hai voi thôi. Bạch bàn sẽ bắn binh. Đây là màn hình máy của game thủ xi măng. Vâng, không có đồ lừa về nên là anh đang thiết kế cho mình được cái ad rất sớm. Vâng, nhà bắt đầu là khung nhưng mà chưa có thấy có đồ ăn gì này. Đây là bãi quả phụ của game thủ xi măng. Và một bầy hiêu rất xa đằng này. Đây là bầy hiêu chính sao? Đây rồi, thấy voi rồi. Đây là hai bãi bãi hươu sao? Một tên mà lùa vẫn không sao cả, không sao. Bài của game thủ xi măng đã đủ đồ rồi. Game thủ tếu có thể ăn những con voi kìa. Đã đủ đồ. Phi nó. Còn đây là màn hình máy của game thủ luôn đều. Hình như có voi. Vâng, có voi. Chuẩn bị kích đời. Bài kích rất sớm, đời đầu bảy luôn. Có lẽ là một bài sẽ kích trong chín. Để cho game thủ luôn đều bắt đầu cắt những con nông dân ra để ăn cái bãi quả phụ này. Bãi quả phụ như nhìn sơ qua có 5 cây. Mắc binh rồi. Bên trên chúng ta còn có một bầy hươu nữa cơ. Bắt đầu phi nào. Con voi rất ngoan, nằm sát cạnh cái nhà chính của mình luôn. May quá, đóng được cái G. Bà là bên kia là Cho Son và Ekip. Vâng, may quá không chế con dân. Ở đây là 3 con sư tử nha. Thời điểm đầu giết một con nữa, đây có thể nói là một bầy sư tử 4 con. 4 con sư tử cạnh nhà. Rất may mắn trận thi đấu này mới không chết dân đấy. Không thì phải chết dân một con rồi, phải nộp mạng một con. Bắt đầu dắt thêm đôi voi này về với cái S này để ăn. Bây giờ mới kích đời. 26 nông dân và kích ở đầu 9 dành cho Sumeria. Một bài đồ không có đồ lộ về nên là rất ảnh hưởng đến việc ép đời. Nhưng mà một bài này của game thủ xi măng sẽ rất khung cho mình. Bên kia cùng xem Ronald Tếu chém thôi. Bắt đầu thiết kế cái S ăn vàng dành cho mình. Đã kích đời 3 rồi. Hình như con giò đang được xin ra.
Vào đây sẽ khoanh cho mình được tầm vài xích ruộng nữa đây. Rồi, con giò sẽ đã ra rồi. Sẽ là công giáp. Nâng công nghệ cho con giò. Điểm số của Lô Tếu là nhiều nhất cái bản đồ này. Có vẻ như một mình anh lên đời thôi. Đầu cánh này, thí sinh là ai đây? Cùng xem nào. Thiếu một tơn giáp nữa. Rồi, đầy đủ. Chưa thấy ai cả. Gặp ai đây? Có vẻ như hai nhà đang rất gần nhà của xi măng nha, bên kia. Đây là nhà của mố Cho Son. Con giò của Cho Son cũng vào đây luôn. Con giò hình như chưa có giáp đâu. Nó cụt phát mà xuống nửa máu rồi. À, ông vào đây, ông vào đây. Ông vào đây, ông vào đây. Đây là bãi quả phụ của game thủ mố. Cũng sẽ phải trả giá bằng 3 con nông dân. Dã man nông dân của tôi này. Còn là những con lạc là bay của Pan sẽ đến cây nhanh thôi. Rất nhanh thôi. Ăn được 3 dân của mố rồi. Hình như một bài mà khung dành cho Cho Son. Và game thủ Lô Đơn Tếu muốn tạt sang nhà của game thủ U98 luôn. Phải nhà đấy không? Không thấy này, hình như nhà của họ góc. Bài mà họ khung rất nhỏ kia rồi. Một chấm màu 6 đằng kia. Có lẽ là con xe giò. Ủa rồi, thế là một bài rất giàu nha. Nhưng mà họ không ăn bãi quả này cơ. Bài khung còn chém của sẽ bò cái bài gỗ này lại. Rồi, một. Còn đây sẽ là một tơn mà đây là con tê của game thủ U98 đang công lên đây. Và game thủ Lô Đơn Tếu đang thủ cho xi măng. Mất một con nông dân đang ăn được con chém đầu tiên. Và con giò của game thủ bố đã nằm xuống rồi. Thêm một con chém nữa sẽ bị bắt tơn này. Đang tích lạc đà ra cho mình được 7 cái ruộng rồi. Sẽ là 2 lờ đều dành cho game thủ Lô Đơn Tếu. Đang dắt con vù lên nhưng mà gặp ngay con tê của game thủ xi măng luôn. Tham lai của xi măng là 31, 32 đang mít một tuần này. Nhà là rất khung trận thi đấu này. À, con tê sẽ ăn thêm một phù không? Còn phù còn lại một hit thôi nhưng mà nó vẫn thể hiện được tác dụng của mình khi phù lại con tê. Đây là màn máy của game thủ luôn Tếu. Vẫn đang đánh thủ sao? Đang tích được cho mình lượng lạc đà rất đông. Tân cung gờ đầu tiên của ekip mà ra đây cũng chết thôi. Rất đông lạc đà đây. Đây là 3 tân cung gờ. Đây là 2 tân cung gờ. Cả nhà nữa sẽ là 3 tân. Họ đang kéo 3 tân cung gờ lên đây. Đang tụ những tân lạc đà lại. Cẩn thận cho nhà chính. Lần chúng ta là chưa có xe nhưng mà game thủ U98 cũng không dám manh động vào đây. Không dám manh động vào đây. Bắt luôn nào. Đây đang chăn những con tân cung gờ của game thủ U98. U98 hình như đã có giáp 2. Có phải e cái khe rừng kia không anh ơi? Một khe mà đi rất hai lớp e luôn nào. Nhưng mà thiếu mất gỗ tơn này. Vào đây. Vâng, cái khe này Họ đứng quân đang đẹp. Những con cung lời ekip thủ được anh ơi. Đang soi máu những con cung lời. Những máu và bom vào những con cung lời. Nào, yêu những con lạc đà. Và đây là những con lạc đà bạt. Đang gìn giữ và đợi những cái thơn lạc đá tiếp theo. Còn vừa ekip đang tạo được lợi thế. Cẩn thận nha. Nhưng mà khó có thể gọi xi măng. Họ vẫn chưa công ăn được dân đâu. Xi măng nào. Xi măng đang công lên nhà của bố tơn thi đấu này. Bố sẽ mất tơn, mất nhà. Vâng, bên kia họ đang rỉa lạc đà nha. Nếu mà khó quá thì con có thể gọi bốn tơn cũng được. Chưa có bánh xe cơ anh ơi. Chưa có bánh xe. Họ đang dí vào nhà của chúng ta. Cẩn thận tơn này, chúng ta chưa có bánh xe. Chúng ta chưa có bánh xe. Đang đi một đường lên. Lên xong bánh xe rồi. Như đã lên xong bánh xe. Có thể tích lượng lạc đà này và bỏ nhà nó cũng được. Và kết hợp với game thủ xi măng ăn nhà của game thủ U98 luôn.
Game thủ xinh băng đã lấy nhà của game thủ bố Giang Ngọc Phẩy. Đã cho game thủ xinh băng Phẩy tiếp nào. Vâng, Phẩy tiếp. Ăn được nông dân của game thủ bố. Bố lại bắt đầu sắp phít rồi. Sắp phít rồi. Tiếp tục Phẩy. Ăn được rất nhiều nông dân của bố rồi. Và bây giờ sẽ là một tồn tờn mà hai game thủ muốn ốp quân. Ốp quân đang khuấy đảo nhà của ekip của game thủ 98. Cẩn thận, họ đã bỏ nhà của game thủ Tếu rồi. Có lẽ là một tuần quân lên nhà của game thủ Chim Măng. Chim Măng đang chơi đặc. Nhưng mà chúng ta ở dưới dốc anh ơi. Dưới dốc, họ đang dưới dốc. Chúng ta đang dưới dốc. Beat một tuần này, BC. Và sau đây game thủ Đoàn Tếu sẽ cơm cho game thủ Chim Măng một ít vàng để cân bằng lại một chút lợi thế với con người ekip bên kia. Nếu mà bò cái chỗ đấy lại còn đường những quân của game thủ đám sang nhà của hai game thủ xin thương. Đây là màn hình máy của game thủ Chim Măng đã bắt đầu bung BC rồi. Tham lại là 62. Được. Đợi một chút. Cho 200 quân của phải mắc bình nhỉ. Hôm nay thì họ đang đem những con cung lờ đến đây và một tên thì lối dành cho U98. Chúng ta là đứng trên dốc. Đang đứng trên dốc. Nào ông vào đây. Đang có ý đồ muốn bắt cái tên cung lờ này của game thủ U98. Đây, tên cung lờ đây. Nếu mà U98 không ý, sẽ bắt chọn tên cung lờ này. Bởi vì con cung lờ ekip bắt hai cũng chết này. Chỉ thật, chỉ như những con nông dân của Summer vậy. Cẩn thận, họ đang tiếp viện lên đây. Đây là những con nông dân cuối cùng của game thủ bố sao. Đang tách ra để chạy. Lại tiếp tục về. Ui, một cái khe thôi. Chỉ còn một cái khe thôi. Anh ơi, ép đi. Ở đấy rất nhiều công lờ của game thủ 98. Báo về là bên kia họ không có rừng đâu. Đang bung ra ăn cái cánh rừng già này rồi. Timeline của game thủ Đoàn Tếu vẫn là 21. Để bắt nốt cái con chém của game thủ bố này. Game thủ Đoàn Tếu vẫn ra được 2 lờ đều. Có vàng thì bơm cho game thủ Xi Măng lên đầu máu. Một chút nữa, đợi một chút nữa. Đang ra thêm vài con vật. Đang tích đồng vàng. Đây vẫn ở này. Đang bắt đầu luôn lách. Và ăn những con nông dân. Đây rất nhiều dân. Rất nhiều dân. Úi giời ơi. Này thì vẩy này. Vẩy này. Vẩy này. Chúng tôi vẩy lại. Vẩy. Ăn được rất nhiều dân của 98. Nào chạy thôi. Én thôi. Ăn được tầm 10 dân của 98. Bơm vàng cho game thủ Chi Băng lên đến đầu máu. Hay lắm. Rất nhiều lợi thế rồi. Bó ly sai luôn. Ly sai. Chi Măng khỏe mắc bình.